Trên cái thị trường vàng thì mọi người nhận thấy rằng là cái đà giảm bán tháo á, thì xuất hiện vào cái thời điểm khoảng đầu ngày hôm qua, nhưng mà đến cuối phiên á, thì có cái sự phục hồi trở lại. Theo cái quan điểm cá nhân thì vàng có lẽ sẽ tiếp tục cái xu hướng giảm của mình, chứ khó mà có cái sự bứt phá được. Tại vì chúng ta biết rằng về cái phương diện kỹ thuật á, thì nó đã thật sự là phá vỡ được cái vùng hỗ trợ rất là cứng 1920 của mình, phía bên dưới này 1910 của mình, đúng không ạ? Và giả sử như vàng có những cái phiên phục hồi đi lên thôi, thì đây cũng chỉ là cái quá trình giống như là cái quá trình retest của mình trước khi thật sự bị đạp xuống sâu hơn nha. Trước khi bị đạp xuống sâu hơn thì mọi người có thể chờ đợi một cái tín hiệu bán xuống tại cái vùng 1920 này, nếu như những cái nến pin bar hoặc bearish candle, tóm lại những cái nến hiệu tín hiệu bán xuống xuất hiện tại cái vùng 1920 này á, thì chúng ta có thể tham gia vào các cái vị thế bán xuống.